tách nhẹ cơ mới làm vào khuôn của bộ nồi Thái nha, bao nhẹ nhàng cho nè ha, đó khuôn có hình này làm dinh Thái nha. Tách nhẹ cơ mới làm vào khuôn của bộ nồi Thái nha, bao nhẹ nhàng cho nè ha, đó khuôn có hình này làm dinh Thái nha, dinh Thái cho nhẹ ha, không có cần làm mà nồi độ nha, đẩy bên nhẹ xe thoát cho nè nè bộ nồi Thái nha, ok ha, đó quá bắt chủ xe nha. Rồi, anh em mà muốn làm nồi Thái thì ghé bên độ xe Việt Nam ha, mình tiến hành làm cho anh em nha. Mình đã test về ha, khuôn bộ nồi hàng xe sau qua để mình chỉnh nồi nha ha. Đó, anh em mà muốn làm nồi thì ghé bên độ xe Việt Nam nha, bao ok cho anh em ha.